Chương trình ngày mới tiếp nối với dòng thông tin đăng tải trên các báo. Trước hết là ghi nhận trên báo Dân Trí liên quan đến giá vàng. Theo phản ánh của phóng viên báo Dân Trí, sáng 18 tháng 3 năm 2023, giá vàng thế giới đã tăng tới 70 đô la Mỹ một ounce và hiện dừng lại ở mức 1.990 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá thì giá vàng thế giới tương đương với 57 triệu đồng một lượng, tăng 2 triệu đồng một lượng so với phiên trước đó. So với cuối tuần thì kim loại quý đã tăng từ 1.867 đô la Mỹ một ounce lên trên 1.990 đô la Mỹ, đạt mức tăng hơn 120 đô la Mỹ một ounce và là mức tăng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây do ngành ngân hàng đang tiếp nhận nhiều thông tin tiêu cực. Phóng viên báo Dân Trí ghi nhận tại Việt Nam, thị trường vàng ngày 18 tháng 3, vàng SJC tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 66.450.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 67.150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Căng thẳng trên thị trường ngân hàng đang lan rộng sang châu Âu. Giới chuyên gia dự báo giá vàng tăng khi thị trường tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều nguy cơ khủng hoảng mới. Ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng, báo Thanh Niên có bài viết lãi suất tiết kiệm lao dốc cho vay đủng đỉnh. Theo nội dung bài viết, thì sau khi ngân hàng nhà nước giảm nhiều loại lãi suất điều hành từ 0,5 đến 1% một năm trong vài ngày qua, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động tiền gửi, mức giảm từ 0,2 đến 0,5% với kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, so với đầu tháng 3, đưa lãi suất áp dụng về dưới 9% một năm. Tuy nhiên, với kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, mức lãi suất vẫn đang ở mức cao, trên 9% một năm. Ở phía đầu ra thì lãi suất cho vay lại chưa giảm như kỳ vọng. Một số ngân hàng cũng thông báo bắt đầu giảm lãi suất cho vay nhưng vẫn tùy đối tượng khách hàng. Nhiều ngân hàng đã duy trì từ 13 đến 14,5% năm cho khách vay cá nhân. Với khách hàng doanh nghiệp thì mức lãi suất là từ 10 đến 13% năm. Báo Thanh Niên đưa tin trước đó ngày 14 tháng 3 năm 2023, nhóm 4 ngân hàng lớn gồm Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank cũng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng xuống còn 7,2% một năm. Thưa quý vị, theo thông tin trên báo Vietnamnet ngày 18 tháng 3, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế đình chỉ lưu hành thu hồi lô gel bôi thảo dược Toco Orastat 10 gram do kém chất lượng. Lô sản phẩm này có số là 28052 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Sinh học Dược phẩm SJK sản xuất, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tofaco Việt Nam phân phối. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. Nhãn sản phẩm ghi tác dụng là gel bôi trị nhiệt miệng. Cục Quản lý Dược yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm gel bôi thảo dược Toco Oratas 10 gram. Theo thông tin trên báo Vietnamnet, thời gian qua, Cục Quản lý Dược cảnh báo nhiều loại mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Mới đây nhất, 3 loại mỹ phẩm nhập khẩu từ Pháp bị thu hồi do doanh nghiệp không trung thực về tài liệu giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm. Cục cũng cảnh báo thị trường xuất hiện nhiều thuốc giả điều trị ung thư, đái tháo đường, huyết áp, dạ dày, thuốc nhỏ mắt. Trên báo VnExpress.net đang đăng tải thông tin vui liên quan lĩnh vực hàng không. Tổ chức đánh giá xếp hạng vận tải hàng không quốc tế Skytrax vừa công bố danh sách sân bay tốt nhất thế giới năm 2023. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại hai hạng mục. Đà Nẵng đứng thứ 3 trong danh sách sân bay cải tiến nhất thế giới và đứng thứ 10 trong danh sách sân bay khu vực tốt nhất ở châu Á. Đây không phải là lần đầu tiên cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lọt vào danh sách 10 sân bay cải tiến nhất thế giới. Vào năm 2020, Đà Nẵng từng lọt vào danh sách này. Cuộc khảo sát và giải thưởng được công bố độc lập, không phụ thuộc vào sự kiểm soát tác động của bất kỳ sân bay, hãng hàng không nào. Lễ trao giải Skytrax được ví như là Oscar của ngành hàng không, năm nay diễn ra vào tháng 6 năm 2023 tại Paris, Pháp. Báo VnExpress.net đăng tin giải thưởng thường niên của Skytrax nhằm vinh danh các hãng, sân bay, dịch vụ đi kèm. Tiêu chí đánh giá chung cho các giải thưởng dựa trên sự hài lòng của hành khách đến từ 100 quốc gia và giới chuyên môn về hiệu quả hoạt động của một sân bay trong 12 tháng, dịch vụ khách hàng, cơ sở vật chất,